thưa quý vị thân mến chúng ta mất hai năm để học nói nhưng phải mất cả đời để học im lặng lời nói của con người không khác gì mũi tên một khi đã phát ra thì không bao giờ có thể thu lại được mà người xưa đã từng bút kết một lời nói ra có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân hoặc cho những người xung quanh ngược lại có những lời nói ra có thể làm tổn thương thậm chí là giết chết một con người vì vậy ai cũng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đừng tùy tiện mà phát ngôn. Cũng đừng nói chỉ để cho sướng miệng để rồi lại phải ôm mối hận suốt đời vì những lời nói của mình gây ra. Không chỉ thế, lời nói cũng phản ánh tư duy, nhân cách và bản chất của mỗi con người. Vì vậy nếu không thận trọng trong lời nói, chúng ta sẽ trở thành kẻ thô lỗ, thiếu nhân cách. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là 9 lời nói mà dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được nói ra để tránh hậu họa về sau mời quý vị cùng theo dõi nhé một không nói lời xàm ngôn vô ích trong lúc giận dữ lúc giận dữ người ta thường cố gắng tìm những từ ngữ cay độc nhất những lời nói nghiệt ngã nhất để thỏa mãn lừa giận đang bốc lên ngùn ngụt những lúc như thế bất cứ lời nói nào cũng có thể làm tổn thương người khác nó sẽ tạo ra những vết thương đẩy con người xa nhau hơn đôi khi những lời nói trong lúc giận dữ khiến ta phải ân hận suốt đời vì vậy khi giận dữ là lúc chúng ta nên biết tự kiềm chế cảm xúc của bản thân nhiều nhất đừng nói bất cứ điều gì không trả lời cũng không đưa ra quyết định gì cả bởi khi giận dữ là lúc lý trí bị cảm xúc lấn át mọi lời nói trong thời điểm ấy đều có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp vì những lời nói trong cơn giận dữ thường thiếu suy nghĩ và có thể vượt quá giới hạn hậu quả của việc nói ra những điều không nên nói khi giận dữ không chỉ làm tổn thương người khác mà còn gây ra sự hối hận không thể cứu vãn cho chính bản thân mình khi cảm xúc lên cao đặc biệt là cơn giận dữ con người thường không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình đó là lý do vì sao nhiều người khuyên nên tạm dừng lại hít thở sâu và cố gắng bình tĩnh trước khi nói hay làm bất cứ điều gì thay vì đáp trả bằng những lời lẽ cay độc ta có thể chọn cách im lặng đi dạo hoặc là một việc gì đó để xoa dịu cơn giận hãy nhớ rằng lời nói là vũ khí sắc bén có thể hàn gắn nhưng cũng có thể làm dạn nứt mối quan hệ nếu không thể kiềm chế được cơn giận ít nhất hãy cố gắng kiểm soát lời nói của mình tự nhắc nhở bản thân rằng những cảm xúc tiêu cực chỉ là nhất thời nhưng hậu quả của những lời nói trong cơn giận có thể kéo dài mãi mãi chúng ta có thể xin lỗi nhưng vết thương đã gây ra sẽ khó mà lành lại như ban đầu vì thế học cách kiềm chế và giữ bình tĩnh là một kỹ năng quan trọng mà ai cũng nên rèn luyện thứ hai không nên nói những lời riêng tư ở mỗi người cần một căn phòng một căn hộ ngoài việc để che mưa che nắng vì an toàn ra thì điều quan trọng nữa là vì sự riêng tư của bản thân bạn mặc quần áo là để giữ ấm nhưng điều quan trọng là để che giấu đi cơ thể của mình mỗi người đều có những điều riêng tư của bản thân bạn không muốn người khác biết việc riêng tư của mình cũng như người khác không ai muốn nói ra bất cứ điều riêng tư nào của bản thân sự riêng tư là một yếu tố cần thiết đối với sự phát triển và sự tự do của con người nó cho phép chúng ta có không gian để suy nghĩ để cảm nhận và để là chính mình trong một thế giới ngày càng hiện đại và liên kết việc bảo vệ sự riêng tư trở nên ngày càng khó khăn hơn bao giờ hết các công nghệ mới mở ra rất nhiều tiềm năng nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức lớn đối với sự bảo vệ sự riêng tư cho mỗi người. Bạn có thể cũng đã từng nghe nhiều người nổi tiếng lộ bí mật riêng tư gây rúng động cả nước. Họ phải chịu những lời dèm pha, mỉa mai và coi thường. Cuộc sống có nhiều xáo trộn không hay. Ngoài không gian vật lý, việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng cũng rất quan trọng. Chúng ta thường xuyên chia sẻ thông tin trên các nền tảng truyền thông xã hội, qua email, hay các ứng dụng khác mà không hề nhận ra rằng những dữ liệu này có thể bị lộ ra ngoài và ảnh hưởng đến sự riêng tư của chúng ta do đó việc giữ gìn và bảo vệ thông tin cá nhân cũng là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ sự riêng tư của bản thân mỗi người đều có những giới hạn và không muốn người khác can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình đó là lý do tại sao việc tôn trọng sự riêng tư của người khác là điều cực kỳ quan trọng chúng ta cần nhận thức và có trách nhiệm để không xâm phạm hoặc vi phạm sự riêng tư của người khác cũng như để bảo vệ riêng mình thứ ba không nói lời độc ngôn tổn hại đến danh dự người khác lời nói từ xưa đến nay luôn được coi là vũ khí mạnh mẽ nhất của con người nó có thể là nguồn động viên an ủi khuyến khích nhưng cũng có thể là lưỡi dao sắc bén gây ra những vết thương sâu sắc và không thể lành lại đặc biệt khi lời nói độc ngôn tổn hại đến danh dự của người khác nó không chỉ làm tổn thương người bị chỉ trích mà còn hủy hoại cả bản thân người nói khi chúng ta nói lời độc ngôn chúng ta không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn tự hủy hoại chính mình bởi lẽ việc dùng lời lẽ độc ác để tấn công người khác là biểu hiện của sự yếu đuối thiếu kiểm soát bản thân và thiếu lòng nhân ái nó không chỉ làm giảm giá trị của người nói trong mắt người nghe mà còn làm mất đi sự tôn trọng và lòng tin của mọi người xung quanh. Trong xã hội hiện đại, khi mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, việc sử dụng lời nói độc ngôn càng trở nên phổ biến và nguy hiểm hơn. Những bình luận ác ý, những lời chỉ trích không căn cứ được tung ra một cách dễ dàng ẩn sau những màn hình máy tính, gây ra biết bao hệ lụy đáng tiếc. Những nạn nhân của bạo lực ngôn từ trên mạng không chỉ phải chịu đựng sự tổn thương tâm lý mà đôi khi còn phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn như trầm cảm hay thậm chí là tự tử. Lời nói độc địa có thể làm tổn thương trái tim người phải nhận những lời nói đó. Khi bạn làm tổn thương người khác, hạ thấp danh dự của họ, chắc chắn họ sẽ có hành động đáp trả, làm tổn thương bạn. Thế là lời nói độc địa từ miệng ta lại chính là lưỡi kiếm làm tổn thương chính tâm hồn mình. Đừng khẩu nghiệp rồi rước họa vào thân những người thường dùng những lời nói cay độc làm tổn thương người khác giống như kẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm chẳng ai muốn lại gần cả những lời nói cay độc chẳng thể làm cho cuộc đời bạn tốt đẹp hơn ngược lại nó chỉ chứng tỏ sự thiếu hụt về phẩm hạnh và sự khuyết tật về nhân cách trong con người ta mà thôi thứ tư không nói lời đánh giá đức hạnh của người khác những điều chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật vì vậy đừng chỉ nhìn một vài hành động mà vội vàng đánh giá đức hạnh của người khác mỗi người đều có một câu chuyện riêng một hoàn cảnh sống khác nhau mà chúng ta không thể hiểu hết chỉ qua vài hành động bề ngoài việc đánh giá một người dựa trên những gì ta nhìn thấy chỉ là một cái nhìn phiến diện và thiếu công bằng ví dụ khi nhìn thấy một người mẹ trẻ thường xuyên la mắng con cái nơi công cộng từ đó họ dễ dàng suy nghĩ rằng người mẹ này thiếu kiên nhẫn và không yêu thương con tuy nhiên có thể họ không biết rằng người mẹ đó đang phải đối mặt với những áp lực to lớn từ công việc và cuộc sống, và việc la mắng con chỉ là biểu hiện của sự căng thẳng tạm thời. Nếu nhìn sâu hơn, ta có thể nhận ra rằng người mẹ ấy vẫn luôn quan tâm và chăm sóc con mình bằng tất cả tình yêu thương. Hay một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, có thể bị đánh giá là kẻ vô cảm, không có lòng chắc ẩn. Nhưng nếu hiểu rõ hơn, ta có thể biết rằng anh ta đã từng trải qua những tổn thương tâm lý sâu sắc và vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những đau khổ thêm nữa. Thực tế, anh ta có thể là người rất ấm áp và giàu tình cảm. Chúng ta không nên vội vàng đánh giá người khác chỉ dựa trên bề ngoài hoặc vài hành động cụ thể. Thay vào đó, hãy dành thời gian để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và con người thực sự của họ. Bằng cách này, chúng ta sẽ học được cách đồng cảm thấu hiểu và tôn trọng nhau hơn góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và bao dung thứ năm không nên nói lời đánh giá gia cảnh của người khác chẳng ai có thể lựa chọn được hoàn cảnh sống của mình giàu có hay nghèo khó đều là do số mệnh an bài tuy nhiên phẩm chất và nhân cách của con người không được quy định bởi hoàn cảnh sống có kẻ giàu mà có tâm hồn nhơ bẩn ăn xương hút máu người khác có kẻ nghèo khó mà tâm hồn trong sáng luôn yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh về nhân cách con người mới là cái đáng quý của cải vật chất dù có nhiều mà tâm hồn thâm độc mưu mô hại người thì không bằng một người nghèo khó nhưng tâm hồn rộng mở luôn yêu thương giúp đỡ người khác không chỉ thế tiền bạc chỉ là vật ngoài thân hôm nay có thể đang giàu có tiền bạc như núi nhưng ngày mai có thể chẳng có một đồng nào trong túi vì vậy đừng vì tiền bạc mà tỏ thái độ khinh thường người khác cũng đừng vì nghèo khó mà tự ti mặc cảm cuộc đời này tham phú phụ bần là biểu hiện của kẻ tiểu nhân bị ổi thế nên đừng nhìn hoàn cảnh sống của người khác mà đánh giá phán xét hay dè bỉu họ hãy nhìn cách họ sống cách họ đối xử với những người xung quanh thứ sáu không nói lời đánh giá học thức về người khác ai cũng có thế mạnh và sở trường riêng của mình không thể cho mèo và cá thi bơi không thể cho rùa và sóc cùng leo cây có những điều người này biết, người kia lại không biết. Càng học nhiều, người ta càng thấy mình nhỏ bé, càng thấy cần phải học hỏi nhiều. Khiêm tốn là biểu hiện của một người hiểu biết. Ngược lại, kẻ ngu ngốc luôn huynh hoang, tự đắc, tự cho mình là hiểu biết, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Việc đánh giá học thức của người khác không chỉ thiếu công bằng mà còn phản ánh sự hẹp hòi và thiếu hiểu biết của chính chúng ta. Mỗi người đều có những trải nghiệm, kiến thức và kỹ năng khác nhau và điều đó làm nên sự đa dạng và phong phú của xã hội. Việc coi thường hoặc phán xét học thức của người khác chỉ làm giảm đi giá trị của chính mình và tạo ra khoảng cách chia rẽ giữa con người với nhau. Hãy học cách tôn trọng và lắng nghe người khác, bởi mỗi cuộc trò chuyện là một cơ hội để chúng ta mở rộng tầm hiểu biết và trau dồi bản thân. Thay vì đánh giá và phê phán, hãy tạo ra môi trường khuyến khích sự học hỏi và chia sẻ khi chúng ta tôn trọng học thức của người khác, chúng ta cũng đồng thời tôn trọng chính mình và đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng tri thức văn minh, nhân ái và đoàn kết. Cuộc sống không phải là cuộc thi ai giỏi hơn ai, mà là hành trình cùng nhau học hỏi, trưởng thành và giúp đỡ lẫn nhau. Sự khiêm tốn và lòng tôn trọng sẽ giúp chúng ta không chỉ trở thành những người hiểu biết hơn, mà còn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng hơn. Thứ bảy, không nói lời khoe khoang quác lắc, dối trá. Những người ăn tục nói phép, chỉ thích tự tô vẽ bản thân để tạo hư danh, thì không bao giờ có được thành công trong cuộc đời này. Càng nói nhiều, càng nói quá, càng khiến cho thiên hạ chê cười. Hãy nhớ rằng, lời nói dối có thể lừa được một hai người, đâu có thể lừa được cả thiên hạ. Lời khoe mẽ có thể được tin trong một hai lần đầu, nhưng không ai lừa được nhau cả đời. Tốt nhất nên có gì nói vậy. Thậm chí, không nên nói bất cứ điều gì về bản thân mình. Hãy để cho những người xung quanh tự cảm nhận về năng lực và phẩm chất của bạn. Những bậc thông tệ nhất đều là những người đại trí giả ngu, chưa gì cũng bô bô cho xung quanh biết hết thì âu cũng chỉ là người nông cạn, dễ đối phó. Đừng để người khác coi thường, nói ít lại và làm nhiều lên. Hiện nay có nhiều người vẫn tự cho rằng mình cái gì cũng biết, cả chuyện trên trời, dưới đất, chuyện to, chuyện nhỏ hễ gặp ai là tranh thủ khoe cái hiểu biết của mình mà hiện tượng này không phải là hiếm có người còn nói vui sao bây giờ số người khiêm tốn lại khiêm tốn thế nhỉ trước hết những người có tư tưởng như vậy mắc phải căn bệnh tự cao tự đại kiêu căng tự mãn họ luôn tỏ ra vẻ ta đây cái gì cũng biết rồi cái gì cũng giỏi rồi rằng mình luôn giỏi hơn biết hơn người khác từ đó sinh ra bảo thủ trì trệ không chịu đổi mới không muốn đổi mới người tự cao tự đại thì hễ làm được việc gì hơi thành công một chút thì khoe khoang vênh váo cho ai cũng không bằng mình không thèm học hỏi người khác không muốn cho người ta phê bình góp ý mình việc gì cũng muốn làm thầy người ta căn bệnh này gây dị ứng ngứa mắt ngứa tai người khác họ không biết rằng mình giỏi thì cũng có người giỏi hơn mình biết thì cũng có người biết hơn trí tuệ tri thức thông tin của loài người không ngừng biến đổi tăng lên hàng ngày hàng giờ thứ tám nghe lời giải thích đúng sai là không cần thiết người hiểu bạn thì không cần phải giải thích người không hiểu giải thích thì cũng chỉ mất công rất nhiều vấn đề trong cuộc sống sự việc đã có sẵn rất rõ ràng có những điều mà người hiểu biết không cần phải giải thích vì người ta đã thấu hiểu từ trước nhưng cũng có những người không hiểu biết dù bạn giải thích đi nữa cũng chỉ là lãng phí công sức vô ích trong xã hội này sự đúng sai thường rất rõ ràng chỉ có những ai thiếu hiểu biết hoặc không muốn nhìn thấy mới không nhận ra điều đó việc tốn công để giải thích đôi khi chỉ làm mất thời gian và năng lực của mình đôi khi sự chân thật và lý trí đã có giá trị của nó không cần phải lý giải quá nhiều nếu bạn không làm gì sai trái không vi phạm lương tâm và đạo lý thì những người thấu hiểu sẽ tự hiểu được mà không cần bạn phải dài dòng giải thích thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi điều không cần lo sợ những lúc bị đối đáp hay bịa đặt người có tâm hồn trong sáng sẽ biết hành động thay vì lời nói giúp họ yên lòng và thanh thản hơn rất nhiều chân lý luôn mang giá trị của nó nếu bạn hành động không vi phạm lương tâm không đi ngược lại luân thường và đạo lý những người thấu hiểu sẽ hiểu rõ mà không cần phải giải thích quá nhiều Đôi khi, dù bạn đã cố gắng lên tiếng giải thích đủ mọi điều, nhưng người khác vẫn không lắng nghe. Trong những trường hợp như vậy, hãy để thời gian làm lời đáp trả thay bạn. Người tốt không sợ bị lạc hậu hay bịa đặt. Họ biết rằng hành động sẽ giúp họ thanh thản hơn nhiều so với những lời nói dài dòng. Điều thứ 9 là nói lời nhờ và không cần thiết. Mỗi người đều có công việc và lo toan riêng của mình. Và ai cũng cần thời gian để giải quyết những rắc rối cá nhân. Do đó, không nên cứ đụng chút chuyện lại nhờ vả không khác gì là một kẻ nhu nhược những người thích nhờ vả trong cuộc đời này thường là những người chỉ chấp nhận sự lệ thuộc và đó không phải là cách để được yêu thương và tôn trọng nếu cứ nhờ vào người khác mà không cần thiết đó chẳng khác nào lợi dụng lòng tốt và tình yêu thương của họ sớm muộn họ cũng sẽ cảm thấy bị lợi dụng và có thể sẽ xa lánh bạn bạn cần biết rằng không ai có thể luôn ở bên cạnh bạn để cứu vãn và giúp đỡ bạn suốt đời. Vì vậy, hãy cố gắng tự làm những việc mình có thể làm và không để mình trở thành kẻ hèn mọn, luôn nhờ vả và kêu than về mọi điều. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua những điều không nên nói trong cuộc sống hàng ngày, từ việc không nên nói những lời riêng tư, không nói lời sàm ngôn đến việc than phiền về số phận và nhờ vả mọi việc, những lời khẳng định bất cần, lời chỉ trích không xứng đáng hay những lời nói lấy lòng người khác mà không chân thành đều là những điều mà chúng ta có thể tránh được để mang lại hòa bình và sự tôn trọng cho mọi người xung quanh quan trọng hơn hết hãy luôn ghi nhớ rằng lời nói có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến người khác và cả bản thân mình tôn trọng và tử tế trong lời nói không chỉ là biểu hiện của sự văn minh mà còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và sự hiểu biết sâu xa hãy cùng nhau học hỏi và thực hiện những lời khuyên này để mỗi ngày chúng ta đều trở nên tốt đẹp hơn và sống hài hòa với mọi người xung quanh cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ điều này cũng như là một nguồn động viên thúc đẩy động lực giúp chúng tôi tiếp tục tạo ra những video mới và giá trị nhất cho quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau